Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay vùng áp thấp nóng từ phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam vẫn là nguyên nhân chính gây ra nắng khá mạnh, duy trì nhiều ngày ở khu vực Bắc Bộ. Ngày mai thì tiếp tục duy trì trạng thái oi nắng. Ở phía Tây Bắc Bộ có nắng mạnh mẽ hơn với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 32 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt là 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực thủ đô Hà Nội thì mức độ nắng có phần ít hơn với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Đối với khu vực miền Trung, ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, ngày mai mức nắng nóng có xu hướng gia tăng dần. Nam Trung Bộ thì mức nhiệt có phần dịu hơn đôi chút. Trên cả khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các tỉnh Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế là 32 đến 35 độ. Đà Nẵng đến Ninh Thuận Bình Thuận là 30 đến 33 độ. Về phía cực nam của nước ta, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang bắt đầu vào thời kỳ mùa mưa. Hoạt động của gió mùa Tây Nam những ngày qua mạnh lên đã gây ra mưa dông cho cả hai khu vực này. Dự báo cho ngày mai thì mưa dông vẫn sẽ xuất hiện nhiều, một số điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, người dân ở các khu vực này cần hết sức chú ý đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan có thể tiềm ẩn trong tháng chuyển mùa như lốc xoáy hay là gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên ở mức là 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi với gió tây cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi với gió tây nam cấp 4 cấp 5. Thông tin trên đã kết thúc bản tin chung của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía nam khu vực, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, phía bắc có nơi cao hơn. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước cao nhất ở mức 1 đến 1,2 m, xuất hiện từ 1 giờ đến 4 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức 0,2 đến 0,4 m, xuất hiện từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 23. Tại Như Tân, mực nước cao nhất ở mức 1,2 đến 1,4 m, xuất hiện từ 0 giờ đến 3 giờ. Mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,6 đến dưới 0,4 m, xuất hiện từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 23. Độ mặn cao nhất ở mức 7 đến 9 phần nghìn.